Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cho anh em một cái tác khác, đó là cho anh em về một cái tác địa chỉ kinh doanh. Thì khi bắt đầu cho nên cái tab này, các bạn xem cái hình bên dưới này. Cái hình bên dưới này. Và cái hình bên này. Nhiều khi bên trên này có ghi cái địa chỉ trong tấm ảnh này. Đây ghi địa chỉ phía bên dưới này, hôm nay thì mình không có thấy. Đây là địa chỉ 20.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình.